Chào các em, hôm nay cô và trò chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết học bộ môn lịch sử. Trước khi đi vào bài mới, chúng ta cùng ôn tập lại kiến thức bài 22 thông qua một số bài tập trắc nghiệm sau đây. Câu 1. Trong chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ sử dụng chiến lược quân sự mới nào sau đây? Các em nhìn 4 đáp án, chúng ta thấy đáp án đúng ở đây là tìm diệt. Bởi vì ba chiến lược quân sự đã được Mỹ thực hiện trong chiến tranh đặc biệt đó là A. Thiết gia vận, B. Ấp chiến lược và D. là trực thăng vận. Câu 2. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam có gì mới so với các loại hình chiến tranh trước đó? Điểm mới trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh mà Tổng thống Nixon đề ra đó là sử dụng thủ đoạn ngoại giao, lợi dụng mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô, bắt tay với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô để cô lập cách mạng Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy đáp án đúng ở đây là đáp án B, tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa. Câu 3. Điểm giống nhau giữa các chiến lược chiến tranh của Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến năm 1973 là đó là chiến tranh xâm lược thực dân mới. Đây cũng chính là mục đích của chiến tranh, nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Như vậy đáp án đúng ở đây là đáp án B. Câu thứ 4. Chiến thắng nào của ta đã mở đào cho cao trào tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt trên toàn miền Nam? Đó cũng chính là ý nghĩa của chiến thắng Vạn Tường. Như vậy đáp án đúng ở đây là chiến thắng Vạn Tường. Thắng lợi quân sự của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến tranh cục bộ. Còn các đáp án B, Ấp Bác, C, Bình Giã và D, Ba Gia là những thắng lợi của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến tranh đặc biệt trước đó. Câu 5. Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 là buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, rút quân về nước. Như vậy đáp án đúng là B. Đồng thời đây cũng chính là ý nghĩa quan trọng của trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Câu 6. Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973 đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là đáp án C, là đáp án đúng. Bởi vì thắng lợi của Hiệp định Paris buộc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh cho Mỹ cút, vì vậy tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho Ngụy nha. Như vậy với thắng lợi của Hiệp định Paris năm 1973, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh cho Mỹ cút. Và nhiệm vụ đánh cho Ngụy nha sẽ được thực hiện như thế nào trong giai đoạn tiếp theo từ năm 1973 đến năm 1975? Để hiểu rõ hơn về nội dung này, cô và trò chúng ta cùng tìm hiểu bài mới, bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam từ năm 1973 đến năm 1975. Bài này gồm 4 nội dung. Tuy nhiên, trong tiết 1, chúng ta chỉ tìm hiểu 3 nội dung sau đây. Phần thứ nhất, miền Bắc khôi phục phát triển kinh tế xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam sau Hiệp định Paris năm 1973. Phần thứ hai, miền Nam đấu tranh chống bình định lấn chiếm, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn. Và phần thứ ba, đó là giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Trong phần 3 này, chúng ta chỉ học một nhỏ, đó là chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam. Về mục tiêu của bài học ở trong tiết 1 hôm nay, yêu cầu các em biết được hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21, đánh giá đúng ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam, nêu được kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Phước Long, đồng thời trình bày được hoàn cảnh ra đời, chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, và biết đánh giá nhận xét về kế hoạch chủ trương giải phóng miền Nam. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung cụ thể của tiết học. Phần 1 lớn, miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam sau Hiệp định Paris năm 1973. Phần này thuộc giảm tải của Bộ trong sách giáo khoa trang 188-189. Tuy nhiên, các em phải nắm được cho cô vai trò hậu phương to lớn của miền Bắc từ sau Hiệp định Paris đến Đại thắng mùa xuân năm 1975.
Với sự nỗ lực phi thường của nhân dân miền Bắc trong vai trò hậu phương đã góp phần quan trọng đưa đến tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Và đáp lại tình cảm của nhân dân miền Bắc, thì nhân dân miền Nam chiến đấu chống lại Mỹ và chính quyền Sài Gòn như thế nào? Chúng ta đi qua phần hai lớn. Miền Nam đấu tranh chống bình định lấn chiếm, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Một ngõ âm mưu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Cô mời các em quan sát hai kinh hình. Kinh hình thứ nhất, lễ ký chính thức Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Kinh hình thứ hai, quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Trong điều khoản của Hiệp định Paris ghi rất rõ là Hoa Kỳ phải rút hết quân đội của mình và quân đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 60 ngày, tháo dỡ hết tất cả các căn cứ quân sự và cam kết không dính líu đến hoạt động quân sự ở miền Nam. Tuy nhiên, trong quá trình rút quân, như các em quan sát kinh hình này, với bản chất ngoan cố của Mỹ, thì Mỹ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự nấp dưới vỏ bọc là dân sự và tiếp tục viện trợ kinh tế quân sự cho chính quyền Sài Gòn. Được sự tiếp sức của Mỹ thì chính quyền Sài Gòn đã tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ, liên tiếp mở những cuộc hành quân bình định lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Như vậy, trước âm mưu của Mỹ và chính quyền Sài Gòn thì chúng ta thấy được rằng Mỹ và chính quyền Sài Gòn vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Trước hoàn cảnh tình hình và âm mưu mới như thế thì Trung ương Đảng đã có những chủ trương đường lối như thế nào để tiếp tục lãnh đạo cách mạng miền Nam, đưa cách mạng tiến lên. Đồng thời, nhân dân miền Nam sẽ chiến đấu chống lại Mỹ và chính quyền Sài Gòn như thế nào? Chúng ta đi vào phần 2 nhỏ, cuộc chiến đấu của quân và dân miền Nam. Về chủ trương của ta, tháng 7 năm 1973, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21, trên cơ sở nhận định, phân tích và đánh giá tình hình của miền Nam, đã thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 về nội dung của nghị quyết như sau. Thứ nhất, xác định kẻ thù của nhân dân miền Nam lúc này vẫn là đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Trên cơ sở nhận định kẻ thù, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ đối với cách mạng miền Nam lúc này là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Và nhấn mạnh trong mọi tình huống thì phải tiếp tục sử dụng cách mạng bạo lực. Các em chú ý cụm từ cách mạng bạo lực để xíu nữa chúng ta sẽ cùng so sánh với phần kiến thức cũ mình đã học. Về phương pháp đấu tranh là kiên quyết tiến công địch trên cả ba mặt trận, đó là quân sự, chính trị và ngoại giao. Như vậy, hội nghị lần thứ 21 nó có ý nghĩa như thế nào? Hội nghị đã kịp thời đề ra những chủ trương và biện pháp cơ bản cho cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới. Và qua phần cô vừa trình bày thì các em hiểu được rằng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tùy thuộc vào từng tình hình, từng giai đoạn cụ thể mà Trung ương Đảng đã đề ra đường lối, những phương pháp đấu tranh đúng đắn sáng tạo để làm thay đổi cục diện của chiến tranh ở miền Nam. Cụ thể, quay trở lại bài 21 các em đã học trước đó, sau Hiệp định Geneva năm 1954 ở Đông Dương và đặc biệt là ở miền Nam. Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam bị tổn thất hết sức nặng nề do chính sách khủng bố đàn áp của Mỹ Diệm. Và trước hoàn cảnh đó, thì Trung ương Đảng đã họp hội nghị lần thứ 15 vào tháng 1 năm 1959 và thông qua nghị quyết 15. Nội dung của nghị quyết 15 chỉ rõ cho phép nhân dân miền Nam sử dụng cách mạng bạo lực để đánh đổ chính quyền Mỹ Diệm. Và nhấn mạnh con đường bạo lực cách mạng của nhân dân miền Nam là con đường đấu tranh cơ bản, ngoài ra không còn con đường nào khác. Với sự chỉ đạo đúng đắn đó đã đưa đến thắng lợi của phong trào đồng khởi tháng 1 năm 1960. Thắng lợi của đồng khởi đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công địch. Và quay trở lại nội dung chúng ta vừa tìm hiểu. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 1973 và nghị quyết lần thứ 21 đã cho thấy Trung ương Đảng cũng kịp thời đề ra đường lối đấu tranh của nhân dân miền Nam là tiếp tục sử dụng bạo lực cách mạng. Như vậy, đến đây chúng ta rút ra được điểm giống nhau giữa nghị quyết 15 và nghị quyết 21, đó là
con đường cách mạng bạo lực. Đây cũng chính là nội dung của câu hỏi trắc nghiệm thuộc mức độ vận dụng mà các em lưu ý trong quá trình ôn tập thi trung học phổ thông quốc gia. Vậy dưới ánh sáng soi đường của nghị quyết 21 thì nhân dân miền Nam chiến đấu chống lại Mỹ và chính quyền Sài Gòn như thế nào? Chúng ta đi qua phần B, cuộc đấu tranh của quân và dân miền Nam. Trước hết trên lĩnh vực chính trị ngoại giao, phong trào đấu tranh của quần chúng đòi thi hành Hiệp định Paris, đòi các quyền tự do dân chủ, vân vân. Và đặc biệt trong cuộc đấu tranh ngoại giao này thì chúng ta không thể không nhắc đến cuộc đấu trí, đấu lý hơn 800 ngày đêm của phái đoàn ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong trại David ngay giữa sào huyệt của kẻ thù, đó là sân bay Tân Sơn Nhất, đã góp phần đưa đến thắng lợi của Đại thắng mùa xuân năm 1975. Trên lĩnh vực quân sự, cuối năm 1974, đầu năm 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, đặc biệt là chiến dịch đánh đường 14 Phước Long. Và để hiểu rõ hơn về chiến dịch này, thì cô mời các em quan sát trên bản đồ hành chính miền Nam trước năm 1975 để thấy vị trí của Phước Long. Các em quan sát trên bản đồ, cái ngôi sao mà đỏ chính là tỉnh Phước Long. Và sát cạnh tỉnh Phước Long, cái rẽo màu đỏ này chính là căn cứ địa của cách mạng miền Nam, thủ phủ chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam, đó chính là căn cứ Lộc Ninh. Và chấm màu đỏ đây chính là Sài Gòn, trung tâm kinh tế chính trị của chính quyền Sài Gòn. Như vậy, Phước Long cách Sài Gòn hơn 100 km về hướng Tây Bắc và nằm sát cạnh căn cứ Lộc Ninh của chúng ta. Đối với địch, Phước Long đây là tuyến phòng thủ quân sự từ xa để bảo vệ Sài Gòn và các tỉnh trù phú của Nam Bộ. Và đối với ta, nếu như chiếm được Phước Long thì ta sẽ mở toàn cánh cửa đi vào Sài Gòn từ hướng Tây Bắc. Phước Long chính là cầu nối giữa Nam Tây Nguyên với Đông Bắc Campuchia và miền Đông Nam Bộ. Đồng thời, Phước Long là điểm cuối trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, án ngữ trên tuyến hành lang vận chuyển chiến lược Bắc Nam. Như vậy, đối với lại chính quyền Sài Gòn, án ngữ ở Phước Long có nghĩa là chặt đứt được con đường tiếp tế sức người sức của ta vào các vùng tự do ở đây, vào căn cứ Lộc Ninh và chiến trường Nam Bộ. Ngược lại, nếu như ta chiếm được Phước Long có nghĩa là ta mở thông được cái hành lang chiến lược vận chuyển Bắc Nam trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh để chi viện sức người sức của cho cái vùng tự do ở khu vực này và ở Nam Bộ. Như vậy, đến đây thì các em thấy được rằng Phước Long nó có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với cả ta và địch. Và Bộ Chính trị nhận định, nếu như ta mở chiến dịch Phước Long thì sẽ gây cho địch bị động, lúng túng. Và nếu như địch bị mất Phước Long thì không những là đòn thất thủ về quân sự mà còn cả về chính trị lẫn tinh thần. Và chiến dịch đường 14 Phước Long này diễn ra như thế nào? Cô mời các em xem đoạn phim tư liệu sau đây. Và chú ý kết hợp với sách giáo khoa, các em phải trình bày được cho cô tóm lược về thời gian, kết quả, ý nghĩa, đồng thời phải giải thích được chiến dịch đường 14 Phước Long vì sao gọi là trận trinh sát chiến lược của ta. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, ở chiến trường miền Đông Nam Bộ trong tháng 10 năm 1974, Trung ương Cục và Quân ủy miền đã mở hội nghị và đề ra kế hoạch mở rộng hoàn chỉnh vùng căn cứ cách mạng, nối hành lang vận chuyển từ biên giới xuống bờ biển phía đông, xây dựng các căn cứ địa vững chắc, tạo thế liên hoàn bao vây Sài Gòn. Trung ương Cục và Quân ủy miền quyết định sử dụng quân đoàn 4 đánh đòn chiến lược bằng việc mở chiến dịch đường 14 Phước Long vào cuối tháng 12 năm 1974, đầu tháng 1 năm 1975, nhằm đánh giá khả năng phản ứng của địch, làm sáng rõ hơn những cơ sở vững chắc để Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam. Trong đó, tâm điểm của chiến dịch là thị xã Phước Long. Sau 25 ngày đêm tham gia chiến dịch, ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ta đã giải phóng hoàn toàn một tỉnh ở gần Sài Gòn. Chiến dịch đường 14 Phước Long
có ý nghĩa như một đoàn trinh sát chiến lược thử sức đối với cả ta và địch, cũng như thăm dò phản ứng của Mỹ, góp phần củng cố vững chắc thêm quyết tâm chiến lược của đảng ta là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong hai năm 1975-1976. Sau khi xem đoạn phim tư liệu, thì chúng ta rút ra được thời gian của chiến dịch diễn ra trong 25 ngày, từ ngày 12 tháng 12 năm 74 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975. Về kết quả là ta giải phóng đường 14 và toàn bộ tỉnh Phước Long. Đây là thắng lợi quân sự to lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vì lần đầu tiên ta đã giải phóng hoàn toàn một tỉnh, và tỉnh này chỉ nằm cách Sài Gòn hơn 100 km. Như vậy, giải phóng Phước Long là ta đã làm chủ cửa ngõ đi vào Sài Gòn từ hướng Tây Bắc. Sau khi mất Phước Long, thì chính quyền Sài Gòn và Mỹ có phản ứng như thế nào? Về phía chính quyền Sài Gòn, phản ứng mạnh, đưa quân đội đến đánh để ta chiếm, nhưng sau đó bị ta đánh bại. Các em quay trở lại kiến thức cũ. Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, ta đã giải phóng tỉnh Quảng Trị và thành cổ Quảng Trị. Sau đó, được sự yểm trợ trực tiếp bằng hỏa lực và không quân tối đa của Mỹ, chính quyền Sài Gòn đã tái chiếm lại được thành cổ Quảng Trị. Lúc này có thể nói là thế và lực của địch còn rất mạnh. Tuy nhiên, đến chiến dịch đường 14 Phước Long, thì địch đã mất hoàn toàn tỉnh Phước Long, chứng tỏ thế và lực của địch đến đây đã suy yếu một cách đáng kể. Về phía Mỹ, thì Mỹ chỉ có phản ứng yếu ớt. Sau khi mất Phước Long, Tổng thống Thiệu ra thông cáo ầm ĩ đề nghị chính phủ Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp để đánh và lấy lại Phước Long. Nhưng lúc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhà Trắng tuyên bố vấn đề chiến tranh ở miền Nam Việt Nam không nằm trong chương trình nghị sự của Hoa Kỳ và chưa được Quốc hội Mỹ thông qua lúc này. Vì vậy, Mỹ không thể can thiệp trực tiếp và Mỹ chỉ dùng hành động đe dọa từ xa bằng cách là đưa một hạm đội tàu chiến đến Biển Đông và tuyên bố sẵn sàng ứng chiến trong tình trạng có chiến tranh. Hành động trên của Mỹ bằng lời nói suông, không can thiệp trực tiếp như giai đoạn năm 1972. Và chính những hành động đó đã được các nhà báo giới báo chí Mỹ phê bình và nhận định như thế này: người Mỹ đã chính thức đám chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và chiến thắng Phước Long nó có ý nghĩa như thế nào? Chiến thắng Phước Long được xem là trận trinh sát chiến lược. Vì sao gọi là trận trinh sát chiến lược? Bởi vì chiến thắng này là cuộc đọ sức giữa ta và địch, đồng thời thăm dò phản ứng của Mỹ như cô mới vừa trình bày. Và qua cuộc đọ sức thì cho thấy được rằng sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, đồng thời sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp trở lại bàn quân sự của Mỹ là rất hạn chế. Như vậy, chiến thắng Phước Long đã tạo ra thế và lực mới để ta tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Các em chú ý cụm từ cho cô là thế và lực mới, ở chỗ là sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của ta. Và chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam được Trung ương Đảng thông qua như thế nào? Chúng ta đi qua tiếp phần 35A, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Phần 1 nhỏ, chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam. Về hoàn cảnh, cuối năm 74 đầu năm 75, tình hình miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng. Thứ nhất là ta đã giành được những thắng lợi quân sự, tiêu biểu là chiến thắng Phước Long. Thứ hai, khả năng can thiệp của Mỹ trở lại miền Nam là rất hạn chế. Và còn một lý do nữa là sau Hiệp định Paris được ký kết, miền Bắc đã trở lại thời kỳ hòa bình, nỗ lực chi viện cho chiến trường miền Nam về sức người, sức của. Đó chính là những cái yếu tố, những cái điều kiện mà dựa trên đó thì đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Kế hoạch này được thông qua hai hội nghị. Thứ nhất là hội nghị Bộ Chính trị từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 1974. Và sau đó là hội nghị Bộ Chính trị mở rộng ngày 18 tháng 12 năm 1974 đến ngày 8 tháng 1 năm 1975. Các em quan sát trên kênh hình. Đây là hội nghị Bộ Chính trị mở rộng quyết định kế hoạch giải phóng miền Nam. Người chủ trì hội nghị đứng ở giữa chính là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Như vậy thông qua hai hội nghị thì tóm lại nội dung kế hoạch giải phóng miền Nam như sau. Trong hội nghị Bộ Chính trị đề ra phương án giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975-1976. Trong khi hội nghị Bộ Chính trị mở rộng đang họp thì nhận được tin vui chiến thắng Phước Long. Cho nên hội nghị Bộ Chính trị mở rộng nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975 và tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân. Như vậy, thông qua nội dung kế hoạch giải phóng miền Nam, chúng ta rút ra nhận xét như sau. Hội nghị đã thể hiện tính đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt và nhân văn của Đảng ta trong lãnh đạo cách mạng. Tính đúng đắn, sáng tạo ở chỗ là vận dụng quan điểm bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng miền Nam lúc này. Tính linh hoạt ở chỗ là chớp thời cơ, nhấn mạnh năm 1975 là thời cơ và giải phóng miền Nam trong năm 1975 nếu thời cơ đến đầu hoặc là cuối năm 75. Tính nhân văn thể hiện ở chỗ là tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân. Với những chủ trương đường lối đúng đắn đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho đại thắng mùa xuân năm 1975. Phần này các em sẽ được học trong tiết 2. Và bây giờ để củng cố lại kiến thức của tiết 1, cô cùng các em làm một số bài tập củng cố sau đây. Câu 1. Mỹ và chính quyền Sài Gòn có âm mưu và hành động gì sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973? Chúng ta vừa học xong đó là ngang nhiên phá hủy hiệp định. Câu 2. Con đường cách mạng của miền Nam được xác định trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng 7 năm 73 là cách mạng bạo lực và nhấn mạnh là trong bất kể hoàn cảnh nào cũng phải tiến hành cách mạng bạo lực. Câu thứ 3. Trọng tâm đợt hoạt động quân sự của lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam cuối năm 74 đầu năm 75 là đâu? Đó chính là đáp án B, đáp án đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Câu thứ 4. Chiến thắng đường 14 Phước Long từ ngày 22 tháng 12 năm 74 đến ngày 6 tháng 1 năm 75 của quân dân miền Nam cho thấy. Đáp án đúng là đáp án A, so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng. Các đáp án B và C là chưa đúng, bởi vì đáp án B là khả năng can thiệp trở lại bàn quân sự của Mỹ là rất thấp. Rồi so sánh lực lượng thay đổi bất lợi cho cách mạng chưa đúng. Còn đáp án D, nhiệm vụ đánh cho Mỹ cút đã hoàn thành thì khi chúng ta ký Hiệp định Paris năm 1973. Câu số 5. Sự sáng tạo và linh hoạt của Đảng khi đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam thể hiện ở việc cô mới vừa trình bày, đó là đáp án đề tranh thủ thời cơ tiến công thần tốc để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân. Và các em thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô mong các em về nhà cố gắng ôn tập tốt để có kết quả học tập tốt hơn trong các tiết học tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các em.